Bảo Sơn xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng máy nhiệt kế đo trán ha, nhiệt kế hồng ngoại của hãng Myrolife. Đây là cái dòng thông dụng mà chúng ta thấy ở thị trường. Thì nhiệt kế hồng ngoại của Myrolife có nhiều loại, đó là nhiệt kế đo lỗ tai và đo trán. Thì có model thì đo trong vòng 3 giây. Còn chúng ta đang sử dụng này là dòng đo trong vòng 1 giây ha. Thì cái chức năng của nó sẽ có 3 chức năng, giống như những dòng nhiệt kế hồng ngoại của các hãng khác. Đó là chúng ta có thể đo thân nhiệt cơ thể nè, và đo nhiệt độ môi trường, và mình đo nhiệt độ của sữa hoặc nước. Có nhiều chức năng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui máy nha. Máy này thì mình đã sử dụng rồi, máy cũ. Rồi bên trong máy mình sẽ có một cái máy và một cái đế nè, cái thân đế để giữ cho cái máy nó không bị trầy. Giữ máy chúng ta nên để vào trong một cái đế như thế này để nó sẽ không bị dơ ở trên cái đầu đo ha, để bụi nó không vào, nó che lại rất là kín ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử sử dụng máy nha. Máy này thì chúng ta sẽ sử dụng pin ở phía sau. Mình mở nắp pin ra mình xem nè. Đó là viên hai viên pin 3A. Cái này cũng khá dễ tìm. Thì sau này mà hết pin thì mình nên mua pin tốt tốt nha, pin khô, giống như energizer, để nhiều khi mình để lâu trong đây nó không bị chảy pin hư máy. Các dòng máy thiết bị y tế thì Hồ Sơn luôn nhắc bà con mình chú ý chảy pin, tại mình sẽ xài lâu đó, hoặc là mình ít xài thì mình hay để nó sẽ dễ bị chảy pin, nếu mà như cái pin rẻ tiền á dễ hư. Còn nếu mà mình không có pin tốt á, thì mình xài xong thì mình ít xài, mình có thể lấy pin ra được nha. Rồi, đây là hai viên pin 3A. Rồi, xài pin cũng khá dễ ha. Rồi, trên máy thì có gì nè ha. Chúng ta có một cái nút Start, một nút nguồn, và bên phải và một nút gạt lên gạt xuống. Bên đây là mặt người và đây là cái nhà ha. Rồi, ở đây là có chữ M là bộ nhớ. Rồi cách sử dụng này thì nó khá là đơn giản. Nếu mà chúng ta muốn đo mà không cần cài đặt ngày giờ, hoặc là chúng ta bỏ pin vào là xài luôn đó, thì chúng ta chỉ cần bấm mở nguồn lên và xem nó đang ở nhiệt độ C hay độ F và đo thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn cài đặt ngày giờ thì mình sẽ bấm vào đây, bấm vào chữ M khoảng 5 giây ha, bấm vào chữ M 5 giây nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chúng ta sẽ bấm vào cái nút Start để chúng ta có thể tăng xoay vòng cái ngày tháng năm nha. Đây chúng ta sẽ 2020 ví dụ vậy, và bấm vào chữ M để chúng ta chuyển qua, này là tháng trước ha, tháng và ngày đó. Mình sẽ bấm xoay vòng tháng 12 nè, ví dụ đây là tháng 5. Rồi chuyển qua ngày, rồi ha, giờ. Rồi chúng ta tiếp tục chuyển nếu mà chúng ta cài đặt. Còn nếu mà bỏ qua thì cứ bấm nút nguồn là xong. Rồi sau khi cài đặt xong á thì chúng ta sẽ tắt máy. Thì bên trong bộ nhớ này nó sẽ nhớ được 30 lần nhớ gần nhất nha. Đó, mình có thể bấm vào bộ nhớ để mình có thể xem lại. Rồi coi như là phần cài đặt ngày giờ xong. Nếu mà cài đặt lại ngày giờ thì chúng ta sẽ bấm vào đây giữ 5 giây và chữ nút Start để chúng ta thay đổi cái con số ha. Rồi sau khi xong thì mình tắt máy. Rồi chúng ta sẽ không có sử dụng cái nút M này nữa, bỏ qua nha. Rồi bây giờ trước khi đo thì mình sẽ coi nhiệt độ C hay nhiệt độ F. Thì khi chúng ta cài đặt một lần thì nó sẽ nhớ ở vị trí đó luôn, mình sẽ khỏi cài đặt lại. Và trước khi đo nhiều khi mình lỡ tay mà mình cài đặt độ C độ F á, nó ra cái con số khá lớn á. Giống như mình thì hay xài độ C, nó ra độ F thì mình lại chỉnh lại bằng cách mình bấm vào nút Start 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5 ha. Rồi độ C nè, chúng ta bấm cái nữa qua độ F, chúng ta bấm cái nữa qua độ C nha. Này độ C, độ F ha. Rồi độ C nè, và chúng ta bấm vào nút nguồn, hoặc là không bấm thì khoảng 5 giây nó sẽ tự thoát ra. Rồi chúng ta đã có độ C nhấp nháy. Ví dụ khi mà mình chuẩn bị đo đó thì nó sẽ có nhiệt độ C nhấp nháy. Nhưng mà nếu mà mình cài đặt một lần thì mình sẽ khỏi cài nữa. Rồi và nó có một chức năng là báo tiếng bếp. Ví dụ giống như là khi chúng ta đo mà đo
trúng á, mình bấm thì nó sẽ đo ra kết quả cái beep ha. Hoặc là nếu mà nó báo bị sốt đó thì nó sẽ kêu beep 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 khoảng 10 tiếng đó. Thì nó rất là hay ở chỗ là mình có thể nghe được, để mình xài nó sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà nhiều khi trẻ em đang ngủ mà có cái tiếng beep thì nó sẽ hơi khó ha. Thì mình sẽ tắt cái tiếng beep đó đi bằng cách mình bấm vào cái nút nguồn 5 giây. 1 2 3 4 5 giây. Rồi. Khi máy đang tắt á, mình mới bấm nút nguồn được. Máy đang tắt mình sẽ bấm giữ 5 giây. 1 2 3 4 5. Rồi, nó là hiện lên cái lo. Mình bấm cái nữa là tắt lo, bấm cái nữa là mở lo nha. Mình sẽ không bấm gì hết, trong vòng 5 giây nó sẽ tự thoát ra. Đây là cái cách cài đặt ban đầu thôi. Còn khi xài rất là dễ, mình chỉ cần bấm tắt nguồn, bấm mở nguồn là mình có thể đo đây. 1 giây là nó có thể đo được ha. Mình bấm tắt nguồn nha. Rồi, Hòa Sơn giới thiệu lại. Mình cài đặt ngày giờ và xem bộ nhớ là nút này. Nếu cài đặt ngày giờ bấm giữ 5 giây, còn không thì bỏ qua. Nếu mà cài độ C độ F thì bấm giữ 5 giây, sau đó bấm từng giây, còn nếu đã cài rồi thì bỏ qua. Nếu mà xài tiếng beep hay không, nếu mà đã cài tiếng beep rồi nó sẽ luôn nhớ tiếng beep thì bỏ qua. Còn nếu muốn chỉ đổi lại thì bấm 5 giây, giữ 5 giây nha. Còn khi đo chỉ bấm 1 giây. Rồi, đơn giản nha. Rồi, khi mà mình đo nhiệt độ bề mặt, chúng ta chuyển vào cái nhà nè, hoặc là mình đo sữa đó, thì mình sẽ đưa vào trong cái ly sữa, mình sẽ bấm đo. Mình cách khoảng 1 đến 3 cm nha. Hoặc là để bề mặt, ví dụ nè, mình mở máy nè. Rồi, chúng ta đo vào bề mặt các bạn. 32,4 độ C. Cách khoảng 1 đến 3 cm, chúng ta để cái vị trí nó vuông góc với cái mặt như thế nè ha. Là xong. Còn nếu mà chúng ta đo cơ thể người thì chúng ta phải để đúng vị trí nha. Tại vì khi mà đo trên trán á, nó sẽ có một cái độ bù nhiệt độ. Khi mình đo cơ thể người, mình phải để đúng vị trí nha, chứ mình không có để đo ở cái nhà mà mình đo người được, nó không có chính xác đâu. Phải để đúng vị trí đo người. Rồi, hình mặt người nè ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để vào trán cách khoảng 1 đến 3 cm nè. Đó, 36,7. Rồi, ở trên đây thì chúng ta sẽ có một cái đầu dò. Mình không có làm dơ chỗ này ha. Một cái đầu dò ở đây là một cái đèn. Cái đèn để rọi vào cái vị trí mà mình cần đo đó, mình sẽ dễ dàng mình thấy hơn. Rồi, một số lỗi mà máy nó sẽ báo, ví dụ nó sẽ không ra cái con số đó. Có nghĩa là gì? Ví dụ như mình đo thân nhiệt đi, mình đo cơ thể người mà dưới 32 độ C thì nó sẽ báo là L, tức là thấp đó. Còn nếu mà trên 42 độ C thì nó sẽ báo là H, nó không ra con số nữa. Thì thân nhiệt con người ít khi nào mà lọt qua cái khoảng đó lắm, nên là nó sẽ báo là quá thấp hoặc quá cao. Và đương nhiên nếu mà như khi mình đo bề mặt thì nó sẽ cái con số báo lỗi nó sẽ rộng hơn. Ví dụ giống như là thấp hơn 16 độ C nó mới báo là L. Rồi, nếu mà hết pin thì mình sẽ hiển thị cục pin hết lên đó. Và bà con mình có thể xem trước khi đo, mình xem mở máy lên thì mình xem các chức năng của nó, là nó có hình cái chuông, tức là nó sẽ kêu đó. Nếu mà mình sợ em bé giật mình thì mình sẽ tắt chuông đi. Rồi, nó đang ở nhiệt độ C chớp chớp là mình đo độ C, và có hình trán mặt người. Còn ví dụ mình chuyển về vị trí mà hình ngôi nhà thì chúng ta sẽ thấy đó, hình ngôi nhà ha, độ C chớp chớp nè, và ở bên đây là ngày giờ. Thank you.
Sơn chia sẻ cả nhà mình cách sử dụng nhiệt kế hồng ngoại của Myrolife. Thì có một dòng trước đó là đo lâu 3 giây, còn cái này đo 1 giây thì cách sử dụng cũng giống nhau ha. Và Sơn cũng chia sẻ nhiệt kế đo, nhiệt kế que và của tất cả các hãng. Bên cạnh đó còn có thiết bị y tế như máy đo huyết áp, máy đo tiểu đường, máy massage và một số thiết bị khác cho bà con mình tham khảo thêm. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.